Sớm mai hưởng ơi, chỉ vì 160 ca nương tâm em đẻ chó tha mất rồi. Con người sống ở trên đời vì tha Phật dạy đời đời chớ quên. Vợ chồng em hôm nay mất hết tình người, tự em hủy hoại cả đời kinh doanh. Đúng là trong cái lý thì phải có cái tình. Vợ chồng em cô không sống không có tình, cho nên là hại người hại mình, gặp ngay báo ứng rồi. Thôi xin vĩnh biệt cụ đến khổ. Con người ta tuổi trẻ ai cũng có những lúc mắc lỗi lầm, nhưng mình là người lớn, mình phải có sống và có lòng vị tha bao dung chứ. Mình để hủy hoại cả một đời người tuổi trẻ như thế thì mình mất hết lương tâm sống nên như thế không nên. Thôi không còn gì oán trách nữa nhá, sống thì phải có biết người biết ta. Thôi thế là hết rồi, chấm hết luôn.